đây được rồi. Con ăn chưa? Dạ con ăn rồi. Ngon. Ngon. Ngon rồi. Chuối, chuối hồi còn xưa thì nhà nó bắt này, nó bắt ở ăn đó, hồi đó ăn ngon luôn á. Hay ngon lắm á. Cảm ơn hơn nha. Xin chào cả nhà, sáng ngày hôm nay có thành viên mới. Xin chào cả nhà. Đó chính là Út. Tên Tạm. Thấy rồi. Lần đầu tiên Út lên đây luôn cả nhà. Nguyên trồng mấy tháng trời chứ Út lần đầu tiên lên á. Trồng 2 tháng mấy rồi. Bao nhiêu bẻ chứ không bẻ được ha. Ngứa. Ngứa hả? Ừ. Vậy để con ngứa chứ không ngứa nha. Rồi, thì dẫn Út lên cho Út xem á. Hôm nay là con thu hoạch hết luôn. Phần cuối luôn. Thu. Dạ. Thu hoạch hết rồi cái bắt đầu là mấy cô cháu mình là coi cỏ gác rồi cái mình dọn. Mình dọn hết cỏ gác cái trồng lại. Ở đây rau trai quá non luôn. Này ha. Rau trai để hái vô luộc ăn. Hôm nay là biết hái bắp vàng, Út mặn nguyên một cây vàng luôn đó nha. Từ trên xuống dưới, dép dài quần áo luôn. Chụp hình nữa nè. Ủa vậy cuối cùng là Út giáo phụ con hay là ra đó chụp hình vậy? Chụp hình nha. Lột ra thử ra đây nè. Ồ, à, dài kìa. Mình thật luôn. Vàng nhưng mà có hộp trắng trắng. Đây nè cả nhà. Chiên. Thích ha. Đâu. Quá hợp với màu áo luôn á. Hôm nay bẻ hết luôn rồi. Đâu. Cá bự quá ha. Một cái này lên vô. Yeah. Mê quá. Hồi nãy ông nói ngứa giờ mê ha. Để em đây đi. Ờ, rất là nhẹ nhàng. Cái này mập hù luôn. Ờ. Đây. Nắng lên cả nhà. Chói chang luôn. Út cầm con hai trái luôn. Nắng quá rồi. Út ra ngoài đó đứng rồi. Nguyên có linh cảm là nó chưa có già đó, chưa có tới tuổi. Ồ, không phải đâu, tới rồi. Rồi đi chơi, con chút đi. Giờ Quyên ăn thử nha. Ngọt chứ. Giống như bắp nữ hoàng vậy đó. Nó giòn ngọt. Này làm salad chắc ngon. Ngon quá. Út muốn ăn thử bắp sống không Út? Ừ. Ngọt ngay à.
xô ra bắp tiếp ăn sống anh không có ngon bằng bắp này nha. Nó bột, nó nếp, nó dẻo. Nó dẻo ăn bột lắm. Ôi hai cái màu quá đẹp luôn. Hai màu đẹp không? Út đứng kế bên đây nè cho mát. Trời ơi. Nó dẻo nhai mỏi miệng luôn. Hạt đều bưng ha. Quên mà đứng đây ăn hết trái bắp nè, chắc tốn thời gian lắm á. Bắp như vậy á có thể ăn nguyên trái luôn được. Nó giòn, nó ngọt. Còn như vậy á, người ăn sống thử thôi chứ còn ăn nguyên trái ăn không nổi. Nhai chẻ qua hàm luôn. Nó cứng, nó dẻo mà bột lắm. Rồi thôi bây giờ mình thu hoạch tiếp nha. Mấy cái trái bắp tím hôm bữa nè, mình chừa lại. Này hái được rồi. Nó ra cái da màu tím luôn cả nhà. Đây là trái bắp Mỹ nè, không biết cỡ vậy làm giống được chưa ha. Nó vàng luôn rồi nè cả nhà. Bẻ hết. Buổi sáng ở đây á, chim nó kêu mà nghe giống như là gà vậy, gà kêu. Tím nè cả nhà. Để cái giờ cái lá ngoài nó hết tím mà chuyển sang trắng trắng bạc bạc rồi luôn. Trắng trắng gì nè. Bắp thu hoạch nhiều quá. Cũng không phải là quá nhiều nhưng mà mình ăn một lần không hết á cả nhà. Thì bây giờ là Nguyên sẽ bảo quản lại. Mình gói với cái màng bọc thực phẩm nè. Cái này mình cắt bớt cái lá với cái phần đuôi rồi. Mình gói lại để mà tới khi bây giờ mình ăn rồi để tủ lạnh á, lần sau mình có ăn thì mình lấy ra mình ăn.
là một con sống đó này. Bây giờ, nếu bây giờ ăn hết rồi cái dư, thật tới chừng mà mình muốn ăn thì không có. Sẽ để ngăn mát, còn cái nào mình ăn lâu hơn một chút, giống như là 10 ngày, 20 ngày gì đó thì mình sẽ để ngăn đá. Bắp tím thì nó đẹp đẹp rồi. Thì sau này thì không còn trái bự giống như lần đầu nữa. Trái bự nhất là về thôi. Bây giờ mình sẽ tự hưởng cho mình một trái đi. Trái này là trái chín nha cả nhà. Công khổ sáng giờ, đây là phần thưởng của mình. Mời cả nhà. Cái cùi á, chấm ghiệm luôn. Còn ngày lát con làm đồ ăn. Hôm nay là bác gì vậy? Bắp này bắp vàng. Bắp vàng không? Bắp Mỹ. Bắp cam thế. Bắp này là ngon hơn. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên anh ăn bắp tim á, thì bắp tim có này không ngon bằng cái này. Nhưng mà sau khi ăn bắp tim đó thì bắp cam thế là bắp tim đó ngon hơn. Rồi sáng ăn hai trái bắp là dư năng lượng anh nè. Con sáng ở Việt Nam là vậy nè. Bánh mì, xôi, bún canh, hủ tiếu, hoặc là bắp vậy là được rồi. Em có thêm sắc xôi của em không? Em xôi không? Bắp này hôm bữa mình để ngăn đá bảo quản nè. À, bữa gài á là đâu có nướng lần nào cả nhà, toàn là luộc không. Luộc ăn quá là ngon. Hôm nay lấy ra nướng đi. Cái vườn bắp của mình giờ là mần cỏ lợi rồi xạ lợi luôn, cũng lại xạ cái giống bắp bắp tím này nè. Với chiến này Quyên xạ thêm một hai hàng bắp nếp, còn bắp vàng thì cả nhà mình không thích lắm. Quyên thì thích nhưng mà cha là thích dẻo. À anh thích bắp vàng á, bắp riêu bắp tím à. Bắp riêu là bắp nướng. Nhưng mà cái trái bắp màu vàng này anh thích không? Không, ở Việt Nam á, có người Việt Nam nào bắp thích màu tím á. Bắp tím nhân hơn á. Không phải bên Việt Nam mà là ở nhà em.
Chứ hồi hồi anh qua Việt Nam bây giờ là anh chưa có ăn bắp tím lần nào mà. Ở nhà em. Lần đầu ăn luôn rồi. Thôi ơi. Nguyên quấn á, mình sợ nó mất nước rồi đó. Quấn quá trời quấn luôn. Trời ơi mũ nè. Mấy cái màn này. Bắp tím chỉ còn có 4 trái thôi. Bắp tím rất là đắt hàng luôn. Tí gá mé này á, tước một số lá dừa vô nè cả nhà. Hôm bữa còn bịch than nước nè, mình để than nước vô luôn rồi mình kiếm thêm vỏ dừa. Anh lấy mấy cái vỏ dừa đó anh, lấy cái nào khô khô nha, lấy nào khô khô ướt không cháy á. Con nữa không nữa? Ồ mấy cái này khô ngon à. Nè, đây nè. Nó chưa khô. Hả? Sao tắt quen rồi? Nhóm lửa từ nào giờ bây giờ nó cũng được được rồi cả nhà. Mình cho dĩa lên mình nướng. Không không được anh ơi. Cái này cái dĩa nó phải cao hơn. Chứ để vậy là thua luôn. Đúng rồi. Lần đầu tiên mình nướng bạch nè. Cái này. Hay là nướng lụi vô ta? Nướng ở trên đây hay nướng vô than luôn? Nướng vô dưới hả? Thôi để vậy đi nè. Em sợ khét. Cho hết luôn. Cho hết luôn hả? Cái ngồi lùi vậy? Mà cái này ở ngoài nè. Không muốn giúp. À cho đi bảo. Giờ cha đi cho cá nè cả nhà. Cá còn nhỏ vậy thì cha cho ăn đi vòng vòng bờ á. Mai mốt nó lớn thì mình sẽ cho ăn bằng xuồng. Bắp này nóng nóng lắm á.
Like always. Ôi, ôi nè, con nấm ạ. Xin chào mừng tới với nhà hàng Miệt Vườn Mái Lá. Hai chân còn nướng bắp. Khéo nha. Nhìn ngon ha. Khéo nó nổi mà đẹp cái đầu dưới luôn á. Đi ăn thôi, được không? Còn than không anh? Được nè. Sao giờ cảm thấy lửa yếu quá ta? Ừ, nhưng mà... Ừ, đây là bắp tím nè. Ừ. Cảm ơn. Dạ. Nóng thiệt. Nóng thiệt. Thiệt chưa? Nãy nói anh ta. Nói anh ta giờ nóng thiệt hả? Nè. Thử mà nướng với luộc thì sao? Ừ. Ừ, cái nướng này ngon hơn à. Ừ, ngon ha. Ừ. Giòn giòn, ngọt. Dạ. Em cũng ăn thử đi. Anh ăn cái đó đi, anh ăn đi. Em ăn cái khác. Cái khác hả? Dạ. Thì ý giờ có ăn cầu bên trái á. Dạ. Cà cũng ngon miệng á. Ừ. Dạ không? Vô. Mời mọi người ăn bắp nướng nha. Dạ. Mà anh thấy là nướng bắp rồi sốt là ngon hơn á. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Bên Mỹ á, có thể là ngoài Mỹ nướng bắp với sốt. Ừ. Nhưng mà cũng ngon. Việt Nam mình cũng mỡ hành. Mỡ hành á. Ừ, sốt mỡ hành á. À. Mình cũng là ăn với sốt mỡ hành mà tại mình nướng thì mình ăn thông á. Ừ. Chứ mình không có làm sốt mỡ hành ăn chung á. Nó cũng ngon. Ừ. Đầu tiên thưởng thức cái món mắm nước này ngon cái nào? Dạ. Ô hôi anh nữa. Ừ. Cầm nặng đi. Có phải chân tầm. Là lần đầu tiên con tứ nương bắp. Đúng rồi. Tại vì con tứ làm cho nên anh thấy ngon hơn bình thường. Bình thường á. Tại vì anh tự nướng cho nên ăn thấy ngon hơn. Ừ, đúng rồi. Số 1. Anh đang số 1. Em có ăn bắp tím hoặc là bắp tím? Bây giờ muốn ăn thử trái này. Trái này tím hay vàng hả? Ờ, trái đó tím hả? Ừ. Tím. Thôi cái vàng đi. Nãy mọi người ăn tím rồi. Bắp vàng nè. Trái này cũng vàng. Cha Nguyên hôm nay làm bệnh sáng giờ luôn. Hai đứa vô. Mình nướng ngon thiệt á. Vừa nướng xong là ăn luôn. Để dành cha với mẹ với anh hai nữa nha. Cái bắp này ngon à. Nhưng mà ốp bắp này chắc hơi cứng quá bà. Hơi cứng. Hộp không cứng nhắc à. Ừ. Nó giòn á. Ừ. Ngon quá à. Nướng nó thơm à. Ừ. Thơm. Bắp á. Ăn không hết mình bảo quản để tủ lạnh nha. Được rồi. Cái tới khi bây giờ mình muốn ăn cả nhà. Mình lấy ra. Ăn nó vẫn ngọt luôn. Ừ. Đúng rồi. Ngọt tự nhiên á. Ừ. Anh ăn ăn. Mang cái này đi. Trái bắp này con để tủ lạnh rất là lâu rồi đó. Để ngăn đá. Tươi ha. Hái vô là để ngăn đá liền luôn. Chứ mình không có để lâu. Không để bên ngoài lâu. Sợ nó mất nước. Với nó mất độ ngọt. Em muốn ăn một trái bắp tím. Để sạch ra. Để hơi nha lọc rồi. Lọc chứ. Cái này phải không? Dạ. Màu đẹp quá rồi. Cảm ơn. Úp lọc cho mình nè. Còn ngắm hỏi à. Ăn bắp tím là phải mặc áo màu tím.
Còn ăn bắp vàng mà áo màu vàng nhớ. Ủa anh ơi, lấy bắp ra nhan, nó khét rồi nè. Ở đây nó trái rồi. Trái là bắp ba màu khê á. Tại vì nó màu tím á, mình không thấy được. Chứ mấy cái hộp này là nó đen luôn rồi nè, nó khét hay gì đó. Mà ăn vô nó cứng ngắt à. Ngày xưa á. Dạ. Tuổi thơ ngày xưa á, dân nướng Bắc này nè. Nó có gần một nửa ha. Gần nướng hai á. Dạ. Gần một nửa. Cái hai cái nó dầu vải ngon lắm. Ngày xưa á. Ồ về á. Cho nên ngày xưa tuổi thơ là nhỏ. Nhỏ. Chiên bắp và chuối hả? Với nhau. Nướng như vậy nè. Nướng như vậy nha. Ăn ngày xưa mau luôn. Đúng rồi. Con thích chuối nướng á. Chuối chiên nướng. À, con chuối con nướng hả? Đúng rồi. Bắp và chuối là khoai hết. Bắp chuối khoai. Nướng lộn xộn với nhau á. Khoai là của cô ma nướng đó. Khoai là anh cũng biết. Cái đó gọi là kỷ niệm xưa đó. Kỷ niệm xưa ha. Đúng rồi. Ăn đó hồi đó ăn ngon luôn á. Kỷ niệm tuổi thơ. Nhưng mà hồi đó là bắp trắng, bắp nếp. Đúng rồi. Bắp mà nếp ngon hơn bắp trắng á. Là ngọt và hay á. Bắp trắng là bắp nếp á. Chứ hồi nay đâu có loại bắp đó đâu. Có chứ. Có hả? Nhưng mà giờ có thêm bắp tím rồi bắp này bắp kia. Nhiều loại hơn. Trời ơi. Quá đã luôn cả nhà. Nướng mình nướng là mình cũng nướng rất là khéo luôn á. Thấy chưa? Rồi chị Mai bao nhiêu khoảng cơm rồi. Khoảng cơm luôn á. Này. Này hợp với màu áo của Út luôn á. Mẹ ơi. Nó dẻo lắm mẹ. Ngon ha mẹ. Nướng nó thơm gì đâu luôn. Con ăn chưa? Dạ con ăn rồi. Ngon. Ngon. Ngon thật. Mà ăn để ăn đá mà nó cũng còn ngọt hết mẹ. Ngon. Có bắp vàng nữa. Anh ăn tốt ha. Nướng mấy tiếng đồng hồ. Để mới ngon. Dạ. Ngon thơm dẻo. Út bây giờ Út còn ngồi Út ăn. Thôi Út ngon. Thôi tá hả? Con sẽ ăn cái. Thôi, cái này là bắp mì nha mẹ. Thứ cái này chút, hả? Dạ một chút đi. Con sẽ ăn cái này. Thôi đó luôn. Dẻo. Bắp già nó dẻo. Bắp đó. Bắp tím ngon hơn mẹ. Bắp già ăn không bằng. Không ngon bằng cái bắp tím. Bắp tím ngon. Không ngon bằng cái bắp này ngon hơn. Tím ngon hơn. Bắp tím dẻo mà cũng ngọt nữa. Dẻo ngọt. Còn bắp vàng là ngọt không à, không có dẻo. Đúng rồi. Ngọt hơn không có dẻo. Mà tính ra mình trồng không có mà không ăn kịp á mẹ. Mình để ăn đá vậy giờ như giờ là hết mùa rồi mình lấy ra mình ăn. Cũng ngọt ngon. Không có bị khô mà lạc ha. Con quấn dữ lắm luôn á. Lấy mà bà thực phẩm quấn rồi. Cho giữ đồ ngọt. Lỗ lỗ rồi. Ngon quá. Ngon ha. Nãy giờ Út ăn 2 phút bắp vàng với bắp tím. Bình thường có cha nướng sướng hết sức. Cha nướng cá, nướng gà,
cà nướng nó càng giỏi. Nướng cà. Nay cha bệnh, hai đứa tự làm. Mới biết là cực là như thế nào ha. Nhưng mà nướng cái này còn đỡ á. Nướng thịt heo với nướng gà rất là nóng luôn. Nướng thịt heo á. Có chở chở nè. Mà lửa quá cao. Một chút nữa là mình phải sử dụng lửa mạnh hơn đúng không? Ừ. Mà cũng nóng luôn á. Cái này nóng mà nóng ít. Ăn hết rồi luôn. Ăn bắp nè. Cha nằm phòng rồi. Bữa giờ mới nướng hả? Dạ. Con ăn bắp thôi. Vậy đâu có luộc hả? Vậy nướng luôn. Dạ. Luộc cái thôi. Đúng rồi. Hay ngon lắm á. Cảm ơn Hương nha. Bắp tím nướng. Mời cả nhà nha. Ăn bằng thêm. Mỏi giòn. Mỗi tâm nó dữ dẻ hơn. Dạ. Ngay mỗi miệng hết ngay. Đúng rồi đó. Mình là một cái nó hơi giòn. Nướng hơi bị quá lửa, hơi tới phải không? Ừ. Nó cứng luôn rồi. Ừ. Bằng ăn luôn. Ngay con. Ngay. Đúng không? Ừ. Cứng dữ rồi. Nhai một hồi mỏi miệng luôn á. Tại bác ấy có cứng không? Dạ không. Một miệng có cứng không? Không. Nó cứng dữ tại. Nướng tới quá không? Giống như kiểu mình mới ăn cơm cháy vậy. Mới ăn cái miếng đầu tiên thì ngon nha. Ăn hỏi mỏi miệng. Mỏi hải hàm luôn. Ừ. Ngầm trái nữa, có trái nó lửa chỗ nó mạnh quá. Ừ. Nó cứng còn có trái thì nó cũng mềm mềm dẻo dẻo. Chịu ăn rồi. Ngon hết con. Ngon không? Mà. Không, nó kiểu là nó còn miệng nó ăn nữa. Hết nó mới ăn nữa. Đang nhai. Ừ. Cô ba quay con á, cô ba quay phim con á. Ăn cạp đi. Nó ăn ăn mà còn miệng nữa, út nó không có ăn nữa. Ừ. Nhai. Sau khi bán bắp thì còn lại hai trái. Ừ. Với lại một cái khúc này. Đó, bây giờ mình sẽ đem vô. Chiều ăn tiếp, giờ mình no luôn cả nhà. Ăn bắp nè, uống nước vô no luôn. Rồi, thôi. Bữa hổm mình hái bắp xong rồi Nguyên để bảo quản tủ lạnh, nay lấy ra nướng ăn. Thôi mình chia sẻ với cả nhà nhiêu đó. Tới đây mình cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp cả nhà trong những video tới nha. Bye bye cả nhà.